Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con xin phép Tam Bảo cho con được thọ trì bài kệ phẩm thứ 12 trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Sau đây con xin phép được bắt đầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chiếc mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn không nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thân chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng lui mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng. Thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng nặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tay ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quen rồi luôn sót mắt, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn cót ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đến bưng lấy uống, sanh lòng ăn trạng cử ngũ tăng, rượu thịt tà dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lên, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ ai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa họ người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, giúp lòng chim lễ Địa Tạng ngài. Bao nhiêu nghiệp ác hãy tiêu ngay, nhận đến chim bao điều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng. Cầm thú độc nguy dẹp đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ắt tai tiêu sạch thường an sướng. Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tiên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem cung hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quan Âm nên gắng biết tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin nương vào quang minh và hạnh nguyện Phật lực gia trì của chư Phật, con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này cho đến tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nguyện cho chúng sanh sớm được tiêu trừ các nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo và ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Đi Sô ha ha.